Quý vị khán giả đang theo dõi chương trình của đài truyền hình IBC trên băng tần 57.19 tại miền Nam California và băng tần 16.12 ở miền Bắc California qua mạng điện toán toàn cầu IBCTV.US cùng với hệ thống satellite Galaxy 19 trên các tiểu bang của Hoa Kỳ và Canada. Đang theo dõi chương trình tin tức tổng hợp cùng Tuyết Nha và Thảo Lee. Chúng tôi trân trọng kính chào quý vị. Như thường lệ, sau đây xin mời quý khán giả cùng đến với phần điểm tin. Thủ tướng Anh từ chối ủng hộ bất kỳ ứng cử viên nào ra tranh cử để thay thế ông. Văn phòng Thủ tướng xác nhận Tổng thống Sri Lanka từ chức sau những cuộc biểu tình. Đảng của ông Abe thắng trong bầu cử Thượng viện Nhật. Thủ tướng Nhật Bản thúc đẩy mục tiêu sửa đổi hiến pháp của ông Abe. Sau đây chúng tôi xin mời quý khán giả cùng đến với bản tin chi tiết đầu tiên liên quan tới chính trường của nước Anh, có phần trình bày của sự ngôn viên Thảo Ly. Thưa quý vị, Thủ tướng Anh đã từ chối ủng hộ bất kỳ ứng cử viên nào tranh cử để thay thế ông. Thủ tướng Anh Boris Johnson trong hôm thứ Hai đã từ chối hỗ trợ bất kỳ ứng cử viên nào đang chạy đua trong cuộc đua để thay thế ông, nói rằng ông không muốn làm cho hỏng cơ hội của họ. Trong một chuyến thăm của Viện Francis Kerr, ông Johnson đã làm chệch hướng những câu hỏi về sự thất vọng của cá nhân. Ông từ chức nói rằng ông phải tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ trong vài tuần cuối cùng trong vai trò của mình. Johnson, người đã thông báo quyết định từ chức vào ngày thứ Năm 7 tháng 7, sau khi hàng loạt bộ trưởng từ chức để phản đối sự lãnh đạo của ông và một vài tháng đầy tai tiếng, cho biết ông sẽ tại vị cho đến khi người thay thế được chọn. Một ứng cử viên hiện đã khởi động các chiến dịch tranh cử để trở thành thủ tướng tiếp theo, trong đó Ngoại trưởng Anh Liz Truss là người mới nhất tuyên bố ra tranh cử. Ông Johnson nói rằng ông chắc chắn sẽ có kết quả tốt và bất kỳ ai tiếp quản sẽ thừa hưởng một chương trình nghị sự tuyệt vời được tiếp tục. Văn phòng Thủ tướng xác nhận Tổng thống Sri Lanka từ chức sau những cuộc biểu tình. Văn phòng Thủ tướng cho biết Tổng thống Sri Lanka là Gotabaya Rajapaksa thông báo với Thủ tướng Ranil Wickremesinghe rằng ông từ chức như đã thông báo trước đây. Sau những cuộc biểu tình toàn quốc vào cuối tuần vừa qua trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế suy yếu trầm trọng, Chủ tịch Quốc hội cho biết ông Rajapaksa sẽ từ chức vào ngày thứ Tư. Tuy nhiên, ông chưa có thông báo trực tiếp về kế hoạch kế tiếp của mình. Tổng thống Sri Lanka Rajapaksa được cho sẽ tuyên bố từ chức vào ngày thứ Tư 13 tháng 7. Trong khi đó, thì Thủ tướng là Ranil Wickremesinghe cũng sẽ từ chức nhưng chưa công bố thời gian để chính phủ lâm thời các đảng tiếp quản. Các chuyên gia hiến pháp đã nói nếu Tổng thống và Thủ tướng từ chức thì Chủ tịch Hạ viện sẽ được bổ nhiệm làm quyền Tổng thống. Quốc hội sẽ bỏ phiếu bầu Tổng thống mới trong vòng một tháng. Ngày Chủ nhật, các nhà lãnh đạo biểu tình nói họ sẽ chiếm dinh thự của Tổng thống và Thủ tướng cho đến khi hai người này chịu rời nhiệm sở. Trước đó một ngày, thì hàng ngàn người biểu tình đã xông vào nhà và văn phòng của Tổng thống Rajapaksa vì bất mãn về cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay. Sau khi hai nhà lãnh đạo thông báo họ sẽ từ chức, các con đường tại Colombo tương đối yên ắng hơn. Ngày Chủ nhật, những người biểu tình tràn ngập khắp các dinh Tổng thống. Thành viên của lực lượng an ninh cầm súng trường đứng bên ngoài những khu nhà nhưng không ngăn cản mọi người ra vào. Đảng của ông Abe thắng trong cuộc bầu cử Thượng viện Nhật. Được biết là đảng của cựu Thủ tướng Abe giành ghế thắng đa số tại Thượng viện Nhật Bản khi mà cuộc bầu cử được tổ chức vài ngày sau vụ ám sát ông. Đảng Dân Chủ Tự Do LDP cầm quyền và đối tác liên minh Komeito đã giành được hơn 75 ghế trong 125 ghế, được bầu tại Thượng viện Nhật Bản và giữ thế đa số sau cuộc bầu cử hôm 10 tháng 7. LDP và đối tác liên minh là những bên sẵn sàng sửa đổi hiến pháp theo chủ nghĩa hòa bình, qua đó tăng cường vai trò quân sự của Nhật Bản trên toàn cầu, mục tiêu mà cựu Thủ tướng Shinzo Abe đã theo đuổi lâu nay. Cuộc bầu cử vào Thượng viện Nhật Bản được tổ chức 2 ngày sau khi ông Abe bị ám sát trong lúc vận động tranh cử ở tỉnh Nara. Vụ ám sát cựu Thủ tướng Nhật được nhận định phủ bóng lên cuộc bầu cử dù ngay cả trước khi xảy ra sự việc. LDP và Komeito vẫn được dự đoán sẽ giành đủ số phiếu để củng cố thế đa số tại Thượng viện. Thủ tướng Nhật Fumio Kishida trước đó khẳng định cú sốc từ vụ ám sát sẽ không thể làm đình trệ tiến trình bầu cử. Thủ tướng Nhật Bản thúc đẩy mục tiêu sửa đổi hiến pháp của ông Shinzo Abe. Thủ tướng Fumio Kishida tuyên bố thúc đẩy kế hoạch sửa đổi hiến pháp một ngày sau khi kết quả bầu cử mạnh mẽ, bảo đảm cho ông thêm 3 năm làm thủ tướng, ngay cả khi đảng cầm quyền của ông thương tiếc trong việc giết người quyền lực hàng đầu Shinzo Abe. Ông Kishida chia sẻ trong cuộc họp báo rằng họ sẽ kế thừa mong muốn của cựu Thủ tướng Abe và giải quyết những vấn đề khó khăn mà ông ấy đặc biệt quan tâm, như vấn đề bắt cóc và sửa đổi hiến pháp mà ông ấy không thực hiện được. Liên minh bảo thủ cầm quyền do Đảng Dân Chủ Tự Do LDP của ông Kishida dẫn đầu mở rộng thế đa số trong Thượng viện 2 ngày sau khi ông Shinzo Abe, thủ tướng tại vị lâu nhất của Nhật Bản trước khi từ chức năm 2020, đã bị bắn vào thứ Sáu ngày 8 tháng 7, trong khi đang phát biểu về chiến dịch tranh cử. LDP và đối tác cấp dưới là Komeito giành được 76 trong số 125 ghế tranh chấp, tăng 69 ghế so với trước. Với việc không có cuộc bầu cử nào diễn ra trong 3 năm nữa, ông Kishida có được không gian làm việc lớn bất thường, cố gắng thực hiện chương trình nghị sự đầy tham vọng, gồm mở rộng chi tiêu quốc phòng, sửa đổi hiến pháp hòa bình Nhật Bản, giấc mơ từ lâu của ông Abe trước khi sức khỏe yếu dẫn tới việc từ chức vào năm 2020. Xe tang đưa quan tài ông Abe đến đền thờ Tokyo trước giờ lễ tưởng niệm. Một chiếc xe tang chở thi hài của cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã đến chùa Zojoji ở Tokyo vào hôm thứ Hai trước một lễ tưởng niệm vào buổi tối dự kiến vào đêm trước tang lễ. Thi hài của Thủ tướng Abe đã đến tư dinh của ông ở Tokyo vào hôm thứ Bảy ngày 9 tháng 7, nơi các quan chức cấp cao như Thủ tướng Fumio Kishida và những người đưa tang tập trung để bày tỏ lòng thành kính. Kyodo dẫn thông báo từ Đảng Dân Chủ Tự Do LDP gửi các thành viên quốc hội cho biết lễ tang của ông Shinzo Abe sẽ bắt đầu lúc 6 giờ chiều hôm thứ Hai tại điện Koshu trong chùa Zojoji ở quận Minato, thủ đô Tokyo, Nhật Bản. Với tang lễ bắt đầu bằng lễ viếng và các nghi thức thờ cúng xuyên đêm do phu nhân Aki Abe chủ tang. Buổi lễ được tổ chức như một nghi lễ gia đình, sẽ chỉ có sự tham gia của gia quyến và những người thân thích. Các nghị sĩ Quốc hội Nhật Bản không sắp xếp chỗ ngồi tại sự kiện, nhưng sẽ có khu vực riêng để thắp hương và dâng hoa. Giới chức thủ đô Tokyo và thành phố Shimonoseki, tỉnh Yamaguchi là quê nhà của ông Abe, vào hôm thứ Ba cũng sẽ dành ra các khu vực để người dân có thể dâng hương chia buồn. Hai thành phố dự kiến tổ chức một lễ tiễn biệt ông Abe một ngày sau đó. Ông Shinzo Abe vào hôm thứ Sáu qua đời ở tuổi 67 sau khi bị bắn trong lúc diễn thuyết tại tỉnh Nara. Nghi phạm sử dụng súng tự chế bắn từ sau lưng ông ở khoảng cách 5 mét, ám sát một trong những chính trị gia được đánh giá là quan trọng nhất lịch sử Nhật Bản thời hậu chiến. Thưa quý vị, như thường lệ, sau đây chúng tôi xin mời quý khán giả cùng đến với phần bảo trợ thương mại của những cơ sở kinh doanh đồng hành với đài IBC. Kế đến đó là những tin tức nổi bật liên quan tới mẹ nghi phạm ám sát ông Abe là thành viên của Giáo hội Thống nhất ra sao. Hay chúng ta tới với việc ít nhất 6 người được đưa tới bệnh viện, 3 người bị bò hút trong cuộc đua bò tại Tây Ban Nha như thế nào. Ngoại trưởng Anh bà Liz Truss cũng tham gia vào tranh cử chức thủ tướng, và ông Nguyễn Đức Chung gửi bình án và nhiều bằng khen đến tòa ngay trước phiên phúc thẩm. Đồng thời, một bản tin liên quan tới lo lắng về kinh tế chính là nguyên nhân tạo căng thẳng hàng đầu tại Hoa Kỳ. Xin mời quý khán giả tiếp tục đón xem sau phần bảo trợ thương mại sau đây. Phóng viên Thảo Lee và Tuyết Nha cùng ban tin tức của IBC TV xin chân thành cảm ơn sự theo dõi quý báu của quý khán giả dành cho đài IBC và những cơ sở kinh doanh thương mại vừa qua đã ủng hộ cho đài. Chúng ta tiếp tục với phần 2 của chương trình tin tức tổng hợp sáng nay. Mẹ nghi phạm ám sát ông Shinzo Abe là thành viên Giáo hội Thống nhất. Người đứng đầu Giáo hội Thống nhất Nhật Bản cho biết vào thứ Hai, mẹ người đàn ông bị bắt giết cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe là thành viên của họ. Tatsuya Yamagami, người đàn ông 41 tuổi thất nghiệp, bị cảnh sát xác định là nghi phạm đã tiếp cận và bắn ông Abe khi ông đang phát biểu tranh cử vào ngày 8 tháng 7 là thứ Sáu vừa qua. Được coi là vụ tấn công đã được ghi lại trên video và gây chấn động quốc gia, nơi bạo lực sống đạn được cho là hiếm khi xảy ra. Kyodo dẫn tin điều tra cho biết Yamagami tin rằng ông Abe đang quảng bá cho một nhóm tôn giáo mà mẹ ông đã quyên góp một khoản tiền khổng lồ. Báo Yomiuri và phương tiện truyền thông khác đưa tin, Yamagami nói với cảnh sát mẹ của ông phá sản vì khoản tiền quyên góp ấy. Ông Tomihiro Tanaka, Chủ tịch Liên đoàn Gia đình vì Hòa bình Thống nhất Thế giới, thường được gọi là Giáo hội chi nhánh Nhật Bản, đã nói với phóng viên về việc mẹ của nghi phạm Yamagami, Tatsuya, là thành viên của họ. Ông Tanaka từ chối bình luận về khoản đóng góp của người phụ nữ này với lý do cảnh sát đang điều tra. Chủ tịch Tanaka xác định ông Abe và nghi phạm Yamagami đều không phải là thành viên của giáo hội. Cố Thủ tướng Nhật Bản Abe cũng không phải là cố vấn và không liên quan tới giáo hội này. Bản tin tiếp nối được biết là ít nhất 6 người đưa đến bệnh viện và 3 người bị bò hút trong cuộc chạy đua bò Pamplona lần thứ 5 đầy bạo lực. 3 người chạy đã bị tấn công và một số người khác bị giẫm đạp vào hôm thứ Hai, khi cuộc chạy bò đuổi nguy hiểm nhất trong lễ hội San Fermin kéo dài một tuần diễn ra ở Palona. Đoạn phim kịch tính theo dõi từ khi mở cửa cho bò tót lúc 8 giờ giờ địa phương, vào thời điểm những con bò tót và những người chạy đến trường đấu này của đấu bò thành phố chỉ hơn 3 phút sau đó, ít nhất 6 người cần được chăm sóc y tế. Tại một thời điểm thì một con bò đực đã qua khỏi tuyến đường và đuổi theo những người chạy trên một con phố hẹp. Những con vật từ trại chăn nuôi bò Cebada Gago tham gia vào cuộc chạy đua hôm thứ Hai, được coi là một trong những con nguy hiểm nhất ở San Fermin, với 56 người bị hút trong hơn 30 năm. Vào hôm thứ Bảy ngày 9 tháng 7, 3 người chạy đua đã bị mệt và tổng cộng 7 vận động viên đã được đưa đến bệnh viện do bị thương do ngã hoặc bị giẫm đạp, mặc dù cuộc chạy không kịch tính như là hôm thứ Hai vừa qua. Lễ hội hàng năm kéo dài từ ngày 7 tháng 7 đến ngày 14 tháng 7 hàng năm đã bị hủy bỏ vào năm 2020 và 2021 do các hạn chế về Covid. Còn 8 cuộc chạy đua bò diễn ra trong suốt thời gian diễn ra lễ hội, với đường chạy dài khoảng 800 m và thời gian chạy trung bình từ 2 đến 3 phút. Ngoại trưởng Anh là Liz Truss tham gia tranh cử chức thủ tướng. Ngày 11 tháng 7, Ngoại trưởng Anh Liz Truss tham gia cuộc đua thay thế ông Boris Johnson cho chiếc ghế thủ tướng, đưa số ứng cử viên trong cuộc cạnh tranh ngày càng gay gắt và khó đoán này lên con số 11. Bà Truss là người từng giữ các công việc cấp bộ trưởng trong một số cơ quan chính phủ bao gồm thương mại, tư pháp và kho bạc, cho biết bà sẽ cắt giảm thuế và duy trì đường lối cứng rắn chống lại Tổng thống Nga Vladimir Putin. Bà đang tìm cách thay thế ông Johnson, người bị buộc phải ra đi vào ngày 7 tháng 7 sau khi chính phủ bị phanh phui trong một loạt bê bối. Những quy tắc cho cuộc bầu cử thủ tướng được đưa ra vào cuối ngày 7 tháng 7, tìm người kế nhiệm ngay trước tháng 9 năm nay. Bà Liz Truss đã viết trên Daily Telegraph, dưới sự lãnh đạo của bà sẽ bắt đầu cắt giảm thuế ngay từ ngày đầu tiên để có hành động ngay lập tức giúp cho mọi người giải quyết chi phí sinh hoạt, rằng việc tăng thuế hiện nay là không đúng. Được biết, cuộc chạy đua để chọn ra nhà lãnh đạo mới diễn ra sau một trong những giai đoạn đáng chú ý nhất trong lịch sử chính trị hiện đại của Anh, khi hơn 50 bộ trưởng chính phủ nghỉ việc, tố cáo phong cách lãnh đạo, mức độ liêm chính và không có khả năng nói sự thật của ông Boris Johnson. Ông Nguyễn Đức Chung gửi bệnh án và nhiều bằng khen đến tòa trước phiên phúc thẩm. Cựu Chủ tịch thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung trước phiên phúc thẩm thứ 3 diễn ra ngày 11 tháng 7, xử vụ ông can thiệp đấu thầu cho công ty Nhật Cường, được trúng, gửi nhiều hồ sơ bệnh án và 85 tài liệu khen thưởng cho tòa. Truyền thông nhà nước loan tin cho biết những hồ sơ bệnh án mà ông Chung gửi có nội dung chuẩn đoán bản thân ông bị ung thư trực tràng, theo dõi di căn phổi. Số tài liệu khen thưởng được cho biết gồm có bằng khen, giấy khen, kỷ niệm chương, huân chương được cấp trong thời gian công tác của ông trước đây. Mục đích gửi hồ sơ bệnh án và tài liệu khen thưởng thường được nói để hội đồng xét xử xem xét và có quyết định giảm hình phạt cho ông. Phiên phúc thẩm bắt đầu từ ngày 11 tháng 7, dự kiến kéo dài 3 ngày đến ngày 13 tháng 7, nhằm xét đơn kháng án của ông Nguyễn Đức Chung trong vụ án can thiệp đấu thầu để công ty Nhật Cường trúng 2 gói thầu số hóa tại Sở Kế hoạch Đầu tư và tại Hà Nội. Tại phiên sơ thẩm xử vụ án này, thì ông Nguyễn Đức Chung bị tuyên 3 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Hôm 22 tháng 6 vừa qua, Tòa cấp cao tại Hà Nội chấp nhận kháng cáo của cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung và tuyên giảm 3 năm tù cho ông từ 8 năm xuống 5 năm trong một vụ án khác là vụ lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ trong vụ mua chế phẩm Radossi 3C. Như vậy thì cộng với các bản án trong vụ án chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước, ông Nguyễn Đức Chung chịu hình phạt tổng hợp 10 năm tù giam. Có hai người bị cho nổi loạn trong dịch Covid-19 tại trại Chí Hòa sắp bị đưa ra xét xử. Hai người được cho là cầm đầu gây rối tại trại tạm giam Chí Hòa ngày 6 tháng 7 năm ngoái khi dịch bệnh Covid-19 diễn ra, được đưa ra xét xử vào ngày 20 tháng 7 tới đây. Truyền thông Việt Nam ngày 11 tháng 7 dẫn quyết định của Tòa án Sài Gòn đã nêu rằng hai ông Trần Tuấn Hải và Nguyễn Văn Trọng bị truy tố về tội vi phạm quy định giam giữ khoảng 1 điều 388 Bộ Luật Hình sự. Khung hình phạt cho tội danh này là 6 tháng tới 3 năm tù. Vụ bị cho là gây rối xảy ra vào 10 giờ sáng ngày 6 tháng 7 vào năm 2021. Có 10 người trong trại có dấu hiệu sốt, ho, khó thở. Quản giáo đưa đi khám tại bệnh xá trong khuôn viên trại giam Chí Hòa. Tại đây, những người này yêu cầu đáp ứng tiêu chuẩn trong vấn đề khám chữa bệnh nhưng không được đáp ứng. Họ lại bị quản giáo đưa về lại phòng giam nên phản ứng bất tuân. Cũng liên quan vụ này, 30 người ở những phòng khác cũng kêu gào đòi được đưa đi khám bệnh. Trong buổi chiều cùng ngày, khi quản giáo đưa hai bệnh nhân đi cấp cứu vì nhiễm Covid-19, vụ la hét lan ra với thêm người la hét đòi quyền lợi khám chữa bệnh trong tình hình dịch bệnh diễn ra. Và vụ này chấm dứt vào lúc 8 giờ tối cùng ngày khi lực lượng công an Sài Gòn điều động đến. Thông tin người bị giam giữ công khai biểu tình phản đối những viên chức trại giam hiếm khi được loan đi. Cá biệt có những vụ người biểu tình trong trại giam khống chế được viên quản giáo và thông tin lọt ra ngoài, như là vụ trại J30A Xuân Lộc Đồng Nai ngày 30 tháng 6 năm 2013. Tiếp nối sẽ là bản tin cuối. Lo lắng về kinh tế là nguyên nhân hàng đầu tạo căng thẳng cho người dân Hoa Kỳ. Một cuộc thăm dò gần đây cho thấy gần như tất cả người dân Hoa Kỳ đều lo lắng về vấn đề lạm phát, và đó cũng là nguyên nhân hàng đầu gây nên sự căng thẳng cho người dân Hoa Kỳ, bên cạnh là đại dịch Covid-19. Theo UPI trích dẫn khảo sát sức khỏe tinh thần hàng tháng của Hiệp hội Tâm thần Hoa Kỳ APA, cụ thể 87% người dân Hoa Kỳ đang lo lắng hoặc rất lo lắng về vấn đề lạm phát, tăng 8% điểm so với tháng trước. Có 51% lo lắng về khả năng thu nhập bị giảm. Bác sĩ Rebecca Brandel, Chủ tịch APA chia sẻ, kết quả cuộc khảo sát cho thấy các vấn đề về kinh tế đang vượt qua Covid-19 để trở thành mối bận tâm hàng đầu của người dân Hoa Kỳ. Bối cảnh này rất quan trọng đối với bác sĩ tâm thần khi chăm sóc cho bệnh nhân, đặc biệt khi liên quan đến khả năng chi trả và sự sẵn có của dịch vụ chăm sóc, cũng như là việc có 66% người trưởng thành gốc Hispanic, 65% những người làm mẹ, 63% thế hệ trẻ và 62% thế hệ Gen Z lo lắng về vấn đề mất thu nhập. Đây cũng là những nhóm người lo sợ vấn đề này. Ngoài ra, có 35% người dân Hoa Kỳ lo lắng về việc bạo lực súng đạn và 29% lo lắng về thảm họa thiên nhiên. Trong khi đó, các mối bận tâm về Covid-19 vẫn ở mức cao nhưng tiếp tục giảm với khoảng 47% người Mỹ. Nếu tính tất cả thì người Mỹ vẫn còn, con số này giảm 20% so với khảo sát hồi tháng 5. Còn tính theo người dân Hoa Kỳ, những người da đen thì giảm 16%. Thưa quý khán giả, như thường lệ, sau đây chúng tôi xin mời quý khán giả cùng đón xem những chương trình đặc sắc khác của đài IBC được thực hiện bởi các xướng ngôn viên cũng như các host của đài. Chúng tôi cũng đặc biệt cảm ơn đến những cơ sở kinh doanh thương mại đã đồng hành bảo trợ cho đài IBC trong suốt thời gian qua. Mọi chi tiết về đăng quảng cáo ra vặt, xin mời quý khách hàng liên lạc về số điện thoại 714 892 5400 để biết thêm chi tiết. Tuyết Nha và Thảo Ly kính chúc quý vị có được một ngày với nhiều việc làm thật may mắn và an lạc. Kính hẹn lại quý vị trong những bản tin tiếp nối.